Rise of Kingdom là tựa game chiến tranh chiến thuật, và chiến thuật là thứ luôn luôn thay đổi, ngày qua ngày, mọi thứ biến chuyển liên tục. Có những chiến thuật đã từng rất mạnh trong quá khứ, nhưng mà vì quá mạnh nên đã bị fix từ nhà phát hành. Vậy, đó là những chiến thuật gì? Chào mừng anh em đã quay trở lại Ferox. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những chiến thuật đã thất truyền trong Rise of Kingdom nhé. Mỏ liên minh là một kỹ năng liên minh mà anh em farmer rất thích. Trong quá khứ đã từng có một chiến thuật liên quan đến kỹ năng này. Đây là diện tích của kỹ năng này khi thả mỏ liên minh. Nó có diện tích rất lớn. Khi R4 thả mỏ liên minh này thì đồng nghĩa với việc sẽ có một số lượng lớn những mỏ tài nguyên level 7 xếp nhau san sát trong khu vực này. Gần như là sẽ không có một vị trí để có thể dịch chuyển lên. Vậy hãy nghĩ xem như thế nào nếu mỏ liên minh được thả vào những vị trí quan trọng trong map KVK. Ví dụ như ở King Zone KVK3 chẳng hạn, một trong những King Zone bé nhất của Rise of Kingdom. Chúng ta có 8 vương quốc ở đây, mỗi vương quốc tính rẻ là một liên minh. Mỗi liên minh ném một kỹ năng này vào King Zone, tổng là có 8 bãi mỏ farm level 7. Ôi thôi thôi, thật chứ đặt cờ còn khó, đừng nói đến việc dịch chuyển vào. Thế là tự nhiên đáng ra chúng ta có một trận King Zone máu lửa, nhưng chỉ vì kỹ năng tưởng chừng vô hại này, King Zone lại trở thành một trận chiến bệ thờ bóng đêm mở rộng. Khi mà tất cả thành viên cứ lóc cóc dắt các đạo quân từ Path 8 vào King Zone, đánh méo mặt lại kéo vào, phải nói là chán hơn cả chán. Đến mấy định dạng KVK ở mùa trinh phạt mà có cái King Zone nhỏ nhỏ còn tệ hơn nữa. Ví dụ như định dạng anh hùng ca hay là thần quyền phân tranh chẳng hạn. Một cái KVK như vậy thì có thể có đến 20 đến 30 vương quốc. King Zone mà mở ra thì đúng kiểu là cuộc chiến ném mỏ bẫy vào mặt nhau. Vừa ra quân vào chiến trường đánh nhau, vừa lóc cóc farm mỏ, phải nói là quá tốn thời gian. Tóm lại là cái kỹ năng thả mỏ này nó vừa gây ức chế cho người chơi, vừa làm giảm độ khốc liệt cho các trận chiến, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của nhà phát hành. Cho nên là chiến thuật này toang rồi anh em ạ. Giờ thì chúng ta không thể dùng kỹ năng này trong KVK được đâu. Anh em thoải mái nhé. Tôn hành giả, giả hành tôn. Câu chuyện này chắc chắn là anh em nghe rồi đúng không? Thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Mục tiêu của chiến thuật này sẽ là gây rối loạn tinh thần của địch. Kiểu mày là ai? Tao là mày. Khi hai chạy ở vị trí kiểu thế này, dĩ nhiên là ai có thể đạt được pháo đài vào đất của địch sẽ là một điểm cực kỳ lợi thế và có thể thay đổi cục diện một cách chóng mặt. Chiến thuật này có thể áp dụng được ở nhiều trận chiến. Ví dụ như hai trại ở vị trí đối địch nhau qua đèo, như là đèo 7 ở định dạng anh hùng ca chẳng hạn. Giả sử như ở bên tím muốn fake bên đỏ chẳng hạn, một liên minh ở bên tím sẽ đổi tên sao cho nó giống giống một liên minh ở bên đỏ, đổi luôn màu cờ, đổi luôn tên R5 cho giống giống mẹ R4 R5 của liên minh chính ở bên đỏ, đổi luôn cả tên R4 cho hạ chất. Sau đó thì pháo đài của liên minh này sẽ được thả vào lãnh thổ của bên đỏ. Như vậy thì gần như nếu chỉ nhìn lướt qua là bạn rất khó có thể phân biệt được là liên minh này là liên minh nào. Và đương nhiên thì nếu bên đỏ không đủ tỉnh táo thì bùm, một pháo đài sẽ nằm chành ngãnh giữa lãnh thổ của họ. Và chỉ cần họ đao tham, bên tím dịch chuyển vào và có thể phá bên đỏ từ bên trong. Chiến thuật này cũng đã được sử dụng rất nhiều ở các cụm KVK địa ngục trước đây, nơi các đại đế chế với rất nhiều pháo đài liên minh vã nhau. Giờ thì mình thấy ít người dùng rồi, còn anh em thấy nó ở đâu không? Đã từng có một vụ việc xảy ra trong quá khứ khiến cộng đồng Rise of Kingdom điên đảo. Đó là sự việc ở cụm KVK giữa các siêu nấm như ở 1365, 1636, 1708. Khi chiến tranh giữa các nấm đang diễn ra một cách ác liệt thì bỗng nhiên rất nhiều pháo đài bị xóa bỏ và dĩ nhiên là rất nhiều cờ trắng. Đi kèm với đó là hàng loạt các tài khoản nằm ở trên những lá cờ trắng này bỗng nhiên ở trạng thái bơ vơ giữa chiến trường. Và điều gì đến cũng đến, hàng loạt tài khoản bị zero. Có rất nhiều thuyết âm mưu được đưa ra, nào là nội gián, nào là bị hack. Lilith thì đương nhiên đã phải ra tay rồi, và mật khẩu cấp 2 được ra mắt để tăng tính bảo mật cho các tài khoản, đặc biệt là các tài khoản của các siêu bot nắm R4, R5. Nói chung là vụ đấy là một drama khá to, và người thiệt nhất chính là những người anh em mà bị zero. Cái này liệu có được gọi là chiến thuật hack không anh em nhỉ? Chiến thuật đỉnh cao mà chỉ áp dụng được một lần. Hẳn là anh em đã không quá xa lạ với debuff của Tomiris rồi đúng không? Debuff tăng sát thương kỹ năng nhận vào thương hiệu của chỉ huy này tưởng là đã hết cửa để dùng. Tuy nhiên sau khi xuất hiện Herman Prim thì chỉ huy này đã comeback cực kỳ mạnh mẽ. Mở bài một chút thế thôi. Quay lại vấn đề chính, Tomiris trong quá khứ từng tung hoành một cách mạnh mẽ ở việc debuff rally của địch. Rally địch chạm vào cờ thì sẽ rất nhiều Tomiris một lính ở quanh đó đâm vào cái rally, debuff cái rally đó và khiến cái rally đó chịu thêm 5% sát thương kỹ năng nhận vào và kéo dài trong 5 giây. Nhiều đạo Tomiris làm như vậy thì sẽ kéo dài debuff này liên tục và gây thiệt hại nặng nề cho rally. Điểm mạnh của chiến thuật này là gần như không có cách khắc chế. Những đạo debuff này sẽ thường là một chỉ huy có tốc độ cao như ở Tào Tháo đi chính chẳng hạn, và Tomiris thì sẽ đi phụ. Ngoài ra thì đội quân này chỉ sử dụng một lính kỵ binh T1, lại còn chui vào các thành phố ở ngay gần rally, sau đó mới tấn công rally, nên là càng khó có thể tiêu diệt. Sau đó thì Lilith có vẻ nhận ra cái chiến thuật này quá ung thư và đã không hài lòng, vì vậy nên đã xóa bỏ luôn cái trò này.
Chính xác hơn đó là nếu đội quân gây sát thương hoặc là debuff quá ít so với đối thủ thì mọi hiệu ứng gây ra sẽ không có tác dụng. Đây là ví dụ, mình cho một rally đánh pháo đài, sau đó dùng một đạo Tomiris T1 chạm liên tục vào cái rally đó. Hãy nhìn vào báo cáo này, đây ở dòng này, bạn sẽ thấy cách xử lý của Lyric. Nói chung là chiến thuật này dễ làm, dễ chơi, mức đánh đổi gần như bằng không, mà báo cáo thì lời hẳn, lại còn không thể bị khắc chế. Nên là mình thấy là Lilit bỏ cái này đi là hợp lý anh em ạ. Đây là một chiến thuật đã xuất hiện rất lâu trong quá khứ và có thể nói là ung thư bậc nhất trong video này. Tuy nhiên vì tính ảo ma Lazada của nó nên là Lilit đã bỏ rồi. Cụ thể hơn thì chiến thuật này tận dụng thời gian bảo trì của máy chủ Lilit. Như anh em đã biết, trong thời gian game bảo trì anh em sẽ không vào được game với bất cứ một thao tác nào. Thời gian bảo trì thường sẽ là 1 tiếng đối với những bản update nho nhỏ, 3 tiếng với những bản update lớn hoặc là thậm chí là kéo dài đến tận 6 tiếng mà vẫn chưa xong. Đây là một khoảng thời gian chết của bất kỳ KVK nào khi không có bất cứ hoạt động nào trong thời gian này. Và chiến thuật ung thư này đã được ra đời trong hoàn cảnh đấy. Cụ thể hơn thì cách thời điểm bảo trì khoảng 1 phút, những liên minh nào có pháo đài đang bị cháy hoặc là có dự định xây pháo đài sẽ sửa chữa hoặc là xây mới. Chúng ta có hai vế nha. Vế thứ nhất đó là sửa chữa thì đơn giản hơn nhiều. Cần update thì chúng ta bấm nút sửa vậy là xong. Việc còn lại của chúng ta là rung đùi, nghỉ ngơi, chờ bảo trì xong và thấy độ bền của công trình đã tăng lên một cục. Về thứ hai thì mới nguy hiểm anh em ạ. Đó là đặt pháo đài vào giữa lòng địch. Cứ gần đến lúc update sẽ có một đội Bailey hay là Tào Tháo âm thầm nhảy mó, luồn lách đến vị trí sắp đặt pháo đài. Khi thời gian bảo trì sắp đến, R4 sẽ đặt pháo đài vào những giây cuối và biệt đội Bailey đó sẽ nhảy vào. Thế là xong update, chúng ta có một pháo đài nằm chành ảnh giữa lòng kẻ thù. Chiến thuật này khó khắc chế đến mức đó là những siêu nấm với dày dặn kinh nghiệm biết chắc là kẻ thù sẽ đặt pháo đài nhưng mà cũng chẳng thể làm gì được. Ví dụ như ở trận 1960 hay 1093 này đi, 1960 mà làm được cái trò đấy thì bức tường 20 pháo đài của 1093 coi như là vô dụng, nghĩ thôi là đã cay rồi anh em ạ. Rất nhiều liên minh ở trong thời đó đã tận dụng được thiên thời này, bao gồm một trong các đại đế chế Việt Nam cổ xưa như là 1636, họ đã từng sử dụng chiến thuật này xây pháo đài để thoát khỏi việc bị nhốt. Số khác thì sửa pháo đài để câu kéo, đem lại những kết quả tốt cho cả KVK đấy, hay đơn giản là gây khó chịu, ức chế cho đối thủ. Một phách nho nhỏ ở đây đó là những vương quốc có múi giờ ở châu Mỹ cực kỳ lợi thế khi sử dụng được chiến thuật này. Giờ bảo trì thì anh em sẽ biết là khoảng độ 13 giờ Việt Nam, tức là 6 giờ UTC, tương đương với khoảng nửa đêm của Mỹ hay là các nước Nam Mỹ. Và thế là họ chỉ việc sửa hay là xây pháo đài, đắp chăn đi ngủ một giấc và dậy chiến tiếp, chuẩn 10 điểm hợp lý. Anh em châu Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam thì có khoảng thời gian để đẩy nhưng cũng chẳng làm gì được. Bảo trì xong vào đánh mấy tiếng lại đau tham, rồi lại bị anh em ở châu Âu, châu Mỹ đẩy sấp mặt. Nói chung là do quả chiến thuật này quá ung thư, khó bị khắc chế, ảnh hưởng nhiều đến kết quả chiến đấu, lại không quá công bằng vì múi giờ ở các nơi khác nhau. Nên là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lilith đã loại bỏ tính năng này, tức là trong thời gian bảo trì, tiến độ xây dựng hay là sửa chữa của các cấu trúc ở trong KVK đều được giữ nguyên. Phải nói là pha xử lý này của Lilith 10 điểm không có nhưng. Và đó là một số chiến thuật được dùng rất nhiều trong quá khứ và có những hiệu quả nhất định. Nhẹ thì làm cho báo cáo quá lời, nặng thì làm hỏng luôn KVK. Hiện tại thì những chiến thuật này đã biến mất hoặc là rất ít xuất hiện vì những lý do khác nhau. Không biết mình có kể thiếu chiến thuật nào không nhỉ? Nếu anh em biết những chiến thuật còn thiếu đó, hãy bổ sung cho mình ở phần dưới comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ cho chúng mình ra nhiều video hay ho và chất lượng hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.